Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình, và mình là Củi Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Smurfs Lover các bạn, vùng lập mùa hè tập 2. Đây chúng ta sẽ cùng khám phá siêu đóng khá là ổn nha các bạn, 8.590 điểm. Giá tiền của tập 2 này là 58.000 đổi phiên bản đặc biệt nha các bạn. Các bạn mua chiếc khấu có thể bình quẩn 50.000 tùy nơi, tùy sàn, tùy mã các bạn áp nha. Siêu đóng khá không áp nha. Mình không thích lấy dao hay kéo, hay nên mình dùng tay thì khá là lâu và khá là khó khăn trong việc mà gỡ siêu nha bạn. Siêu này nó rất là dẻo nha. Thì hình thức là bìa mềm nha bạn. Tác giả câu chuyện là Yasuki Tanaka. Kích thước là 13 x 18. Bây giờ chúng ta cùng khám phá phần quà tặng kèm theo tập 2 đây. Một cái dạng mà gọi là bóp kẹt mà dạng không tin đấy các bạn. Vòng lập mùa hè tập 2 nha các bạn. Chúng ta được một bì rơi, bì được cái móng khá là xịn sò, rất là đẹp nha các bạn. Chảy ra ta được một bức tranh rất là hoàn chỉnh, khá là tuyệt vời đấy các bạn. Hết sức hết sỉ luôn các bạn ơi. Đây giá tiền hồi nãy mình đã nói rồi các bạn, 58.000. Bây giờ chúng ta cùng khám phá bì keo bên trong nha các bạn. Bì keo bên trong là bì keo mau. Bên trong này được in trên giấy phốt nha các bạn, hoàn toàn in trắng đen, và chúng ta sẽ không có một trang nào nữa hết. Thì tập 2 này được in và nhập không 6.000 bản. Nội dung của tập 2 kể về tại quê nhà Hitorashima, Shinbe cùng em gái nuôi Mio bị sát hại bởi Mio, một cái bóng. Ngay lập tức thời gian quay ngược trở lại ngày 22 tháng 7, thời điểm Shinobe còn đang trên tàu hướng tới Hitorashima. Giọng nói văng vẳng của Uchiha mất phải đôi mao của tế ngộ với Uchiha đáng lẽ đã chết. Định mệnh sẽ tiếp tục đưa Shinobe tới đâu? Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 2 này. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh với mình. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.